Giàu có cỡ nào mà thường làm 8 việc này sẽ khiến bạn mất sạch vượng khí, dù có 100 tỷ thì cũng sẽ đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, vì sao tôi lúc nào cũng vất vả ngược xuôi, làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng rồi cuối cùng đổi lại vẫn chỉ có hai bàn tay trắng hay chưa. Rõ ràng là bạn chịu thương chịu khó, không hề lười biếng, nhưng rồi cuối cùng thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Bạn điên cuồng đi tìm câu trả lời nhưng rồi vẫn chưa thể giải đáp được cái nguyên nhân đó. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về 8 việc thường làm khiến các bạn hao tổn về tài lộc. Cho dù có làm được tiền tỷ rồi cuối cùng vẫn lâm vào tay trắng, thậm chí sức khỏe cũng bị giảm sút theo. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe để không phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc này. 8 việc làm thường ngày khiến cho bạn hao tài tốn của dù có được 100 tỷ thì vẫn trắng tay như thường. Một, không nên cho người khác mượn giường của mình để ngủ. À, rất nhiều người hiếu khách, khách đến nhà chơi vào buổi tối, giường không đủ thì mình ngủ dưới nền nhà cho người khác mượn giường để ngủ. Tuyệt đối không nên để cho khách ngủ trên giường của mình. Nếu như là người nhà thì đương nhiên là không hại. Nhưng nếu là người không cùng huyết thống mà ở phòng ngủ lại ngủ trên giường của bạn, thậm chí lại cho nữ nhân ngủ chung với nam nhân bên nhau, lại cùng người trên giường của bạn. Cái việc này chắc chắn sẽ dẫn đến cái vận thế của bạn sẽ bị đi xuống. À, cũng giống như vậy, không nên cho người khác mượn đồ lót của mình. Hãy nhớ đừng bao giờ cho người khác mượn giường của mình để ngủ. 2. Đừng để tiền bạc lung tung vương vãi trong nhà. Có một thói quen xấu mà nhiều người mắc phải, đó là hay để tiền lung tung trong nhà. À mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu thì để đấy. Về phong thủy thì cái điều này là một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt thì tiền phải được tập trung lại một chỗ thì mới được tụ cái tài khí, để tiền lung tung chính là cái sai lầm phân tán cái tài khí của gia đình nhà mình. Nhiều khi mua bán có lúc thì có tiền thừa quá ít nên là hay có thói quen là không lấy lại. Có thể giá trị về cái mặt trao đổi nó không đáng là bao nhiêu, nhưng về phong thủy thì rất là quan trọng. Dù là tiền lẻ nhưng nó là tiền của mình nếu tiền của mình mà mình không thu về có nghĩa là mang tài vận về tay người khác mặt khác bạn cũng không nên đặt tiền ở dưới gầm giường có không ít người cho rằng việc đặt tiền ở dưới gầm giường là cái cách cất giữ tài sản bí mật và khéo léo à, tuy nhiên theo phong thủy thì cách làm này chưa thực sự được gì được hợp lý bởi lẽ giường ngủ được xem là nơi xây dựng và gắn bó bồi dưỡng tình cảm tạo nên sự thân thiết trong các mối quan hệ giữa vợ chồng do vậy gia chủ nên tránh đặt tiền hoặc là hộp đựng tiền ở dưới gầm giường. Nếu dưới gầm giường có sự xuất hiện của tiền bạc, có thể gây đảo lộn cái cuộc sống của gia đình. Vợ chồng thường xuyên xung đột, cãi vã, thậm chí vợ chồng có thể ly hôn nếu mà quá nhiều của cái tiền bạc ở dưới gầm giường. À, thứ ba, thưởng trà vào ban đêm ngon mà sung khí. Mặc dù rất nhiều người thường có thói quen nhâm nhi tách trà vào buổi tối, mà không biết rằng đây là cái điều cấm kỵ theo phong thủy, vì có thể làm hại đến cái vận khí tốt của mình. Theo đó, ngũ hành của trà là thuộc mộc, đại diện cho sức sống, cho trường khí tích cực. Trong khi đó, về ban đêm lại thuộc trường khí là trầm ổn và gì cần chậm rãi và tĩnh lặng. Vì thế, khi hai trường khí này gặp nhau sẽ dẫn đến tình trạng là xung khí, không tốt cho sức khỏe cũng như là cái vận thế của gia chủ của người thường trà. Thứ bốn là không nên tùy tiện di chuyển các phong thủy trong nhà. À, thưa quý vị, trong phong thủy thì cóc ngượng tiền được gọi là thiềm thử là một linh vật tượng trưng rất được ưa chuộng để cầu tài lộc. Theo kinh nghiệm phong thủy học, thiềm thử không có nhân tính nên khi khai quang ấy, tốt nhất nên có một mình gia chủ ở đó. À, sau khi khai quang thì cóc ngậm tiền thấy ai đầu tiên thì sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó. Có nhiều gia đình hay trưng bày cóc ngậm tiền ở bàn, bàn thờ thổ địa thần tài. Ban ngày thì cho cóc hướng ra ngoài, đến tối thì cho cóc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một cái sai lầm trong phong thủy để xua đuổi cái tài vận vì những cái linh vật khi mà đã được trưng bày thì không nên động chạm. Cóc tiềm thử khi đã khai quang và được đặt trên bàn thờ là cóc đã được an vị ở một nơi rồi, không nên quay đi quay lại nhiều lần theo một hướng. Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cóc hướng vào phía trong nhà, hướng vào bàn thờ thần tài thổ địa tượng trưng cho việc cóc mang cái tài lộc nhảy vào trong trong nhà. À, ngoài ra cũng có thể đặt cóc ngậm tiền ở dưới gầm bàn làm việc, à, gầm ghế, trong tủ hoặc là gì? Ở trên két sắt với đầu hướng vào bên trong, lưng để quay ra bên ngoài, một số vị trí cực kỳ kiên kỵ đặt cốc lộn tiền đó là trong phòng bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh vân v, v. À, Nếu đặt ở những cái nơi vị trí này thì thay vì mang tài lộc đến thì cóc sẽ trở nên hung dữ hơn và mang lại cái vận khí rồi tàn phá cái năng lượng tốt đẹp của gia chủ. Thứ năm, cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập ở bên ngoài là dấu hiệu cực xấu. À, khi bố trí cửa sổ cũng cần phải tránh cửa sổ ở cái vị trí này. À, theo phong thủy cửa sổ nếu một đối diện hoặc nhìn thấy cái dấu hiệu chữ thập tức là cây thánh giá thì sẽ bị ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của con người bởi vì cái dấu hiệu chữ thập đại diện cho cái tôn giáo bệnh viện và là cái dấu hiệu thuộc về cái linh hồn của ma quỷ trong phong thủy nó có thể tác động rất nhiều đến cái sức khỏe của cá nhân à, dễ kích động cái mặt phản diện và cái hành vi sai trái dẫn đến khó khăn trong cái vấn đề về tài chính thứ sáu là dao kéo cùng những vật sắc nhọn thì không nên đặt trong phòng ngủ à, quý vị thân mến dao kéo là những vật sắc nhọn làm bằng kim loại nên là cái sát khí của nó rất nặng đặt chúng ở gầm giường hoặc trong phòng ngủ sẽ khiến cho gia chủ khi ngủ sẽ dịp ban đêm dễ bị đau đầu hay là mơ linh tinh thậm chí là bị thương nếu như vô ý đụng vào chúng đầu giường mà có những cái đồ vật này thì sẽ khiến cho gia chủ khó ngủ và ngủ không yên giấc còn đối với chuyện vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng vẫn cãi vã nhau thường xuyên những vật đề tượng trưng cho cái tà khí mang lại cái điểm báo về cái sự chết chóc và tăng tóc nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng à, kiếm thì thường mang theo bên mình cái sát khí rất nặng nên là nếu để ở đầu giường ấy, thì bạn có thể bị nặng đầu chóng mặt và đôi khi sẽ gặp ác mộng khi ngủ chúng sẽ khiến cho bạn luôn gặp cái áp lực trong công việc ảnh hưởng đến cái mối quan hệ đặc biệt là trong đời sống hôn nhân vì một người luôn đằng đằng sát khí thì chẳng thể nào nhẹ nhàng và tình cảm với bạn đời của mình được. À, thứ bảy, không để rác ở trước nhà. Quý vị thân mến, người xưa cho rằng cửa chính là cái lối vào để đón thần tài vào nhà. Cái việc để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như là rác thải trước nhà sẽ gây nhiễu, làm ảnh hưởng tới cái luồng khí, ảnh hưởng đến cái vận may của gia đình. Đôi khi cửa được xây dựng ở cái vị trí tốt hợp phong thủy nhưng vì cái túi rác mà mọi thứ bị đảo lộn không theo ý muốn công việc cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn trắc trở bởi vậy tốt nhất là nên vứt rác đi không được để chúng trước cửa để giữ vệ sinh sạch sẽ và cũng để không phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy à, trong phong thủy thì rác rưởi là những thứ tạo nên rất nhiều cái nguồn năng lượng xấu có thể ngăn chặn những cái luồng khí tốt đi vào nhà của chúng ta chính vì thế những điều không may này sẽ thường xuyên xảy ra à, vì vậy nên đặt thùng rác ở xa cổng để không làm ảnh hưởng đến cái vận khí tốt đi vào nhà. Hơn nữa, cái mùi hôi khó chịu từ rác thải có thể gây ra những cái ấn tượng không tốt khi có người khách đến chơi nhà. Họ đứng đợi ở trước cổng nhà và vô tình hít phải những cái mùi hôi nồng nặc từ cái thùng rác nó nó bay ra thì nó sẽ gì khiến cho người khách đó cảm thấy vô cùng là khó chịu. Thứ 8, đừng để thảm bẩn trước cửa nhà. À, rất nhiều hộ gia đình có thói quen đặt một tấm thảm để chùi chân ngay trước cửa nhà để thay giày thay dép không làm bẩn cái nền nhà ở phía bên trong. Nhưng bạn cần lưu ý rằng tuyệt đối không được để thảm bẩn mà phải thường xuyên giặt rũ thật sạch sẽ, sau đó trải thảm tại lại vị trí cũ. À, theo phong thủy thì thảm là một trong những cái vật dụng có thể ngăn chặn được những cái luồng khí xấu đi vào nhà. Do vậy cần phải giữ chúng thật sạch sẽ để không phản tác dụng. À, quý vị thân mến, có những người làm việc cả ngày lẫn đêm, làm rất nhiều nghề để kiếm sống, làm bất cứ ở nơi đâu và làm mọi lúc mọi nơi vậy mà tổng kết lại họ vẫn nghèo khó đủ đường còn trong khi đó những người khác lại vô tư đi chơi đi du lịch đi mua sắm thì lại có rất nhiều tiền mà họ lại càng ngày càng trở nên giàu có tại sao lại có chuyện như vậy điều gì đã tạo ra cái sự khác biệt quá lớn giữa những người giàu có và những kẻ bần hàn chẳng ai đoán trước được cái tương lai nhưng nếu bạn đang phạm phải những cái dấu hiệu dưới đây thì bạn nên suy xét lại vì con đường làm giàu của bạn đang ở khá là xa 10 thói quen khiến bạn làm mãi không giàu lên được Một là bạn lấy lời khuyên từ những người không thành công à, Đừng quên rằng bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc, cuộc sống Vậy nên nếu mà bốn người bạn thân thiết của bạn đều là người nghèo Bạn sẽ là người nghèo thứ năm. À, thưa quý vị, các mối quan hệ sẽ xác định bạn là ai Chúng giúp bạn khám phá được cái tiềm năng của mình hoặc ngược lại cản trở bạn Hãy tìm kiếm những cái người mà mình muốn giống họ sau đó hãy hành động như thể họ đang theo dõi bạn Đấy. nên tìm một người cố vấn và thêm họ vào nhóm 5 người bạn của mình thứ hai là luôn sợ mình sẽ thất bại à, thưa quý vị không ai muốn mình thất bại nhưng đó là cái sự khác biệt giữa những người giàu và những người nghèo Đấy. Dựa là một cái sự khác biệt giữa những người đeo cái, đuổi cái mục tiêu của mình và những người từ chối cái cái thử nghiệm cái sự sợ hãi là một cái cơ chế tự nhiên chống đối lại những cái điều mà bản thân không kiểm soát được. Đấy. À nhưng nó không giống với cái nỗi sợ hãi trước sinh tử thất bại này chỉ có ý nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu như bạn quá sợ hãi thất bại thì chúng sẽ ngăn cản bạn cố gắng để đi đến thành công. Thứ ba là quá tin tưởng vào cái số phận. À, thưa quý vị, cuộc sống của bạn không bao giờ phụ thuộc vào cái việc bạn mặc váy đỏ hay là váy màu xanh. Khi đi đứng trước những cái quyết định quan trọng thì người giàu thường lựa chọn cái quyết định của mình. Trong khi 90% người nghèo đổ lỗi cho cái số phận Và những yếu tố mà họ không kiểm soát được Và để cải thiện cái vận mệnh Thì họ lại đầu tư vào những chiếc vé số Thay vì đầu tư vào giáo dục Và trao dồi những cái kiến thức cho bản thân Thứ 4 là ăn cơm nhai chóc chép Quý vị thân mến Ăn cơm nhai chóc chép Với một số người thì đây là cái thói quen từ nhỏ Có người thích thú vì cái cảm giác họ ăn rất ngon miệng Nhưng cũng có những người thì không thích vì cho rằng cái điều đó thật bất lịch sự và thật không may mắn là thần tài cũng không thích cái điều này. Cái miệng thì tượng trưng cho tài khố của bản mệnh, mỗi lần nhai cơm mà phát ra cái âm thanh không hay như cố ý tiếp chuyện thần tài thì thần tài sẽ chẳng bao giờ đến. Thứ năm là khạc nhổ bở bãi. À thưa quý vị, từ xa xưa có truyền thuyết kể lại rằng có một vị tiểu thư thích cắn hạt dưa, ngày cắn, đêm cắn đúng không ạ? Kết quả là vào một ngày nàng nằm liệt giường mà các thầy thuốc không tìm ra được cái nguyên nhân. Sau đó, có một vị đạo sĩ nhìn qua sắc mặt của tiểu thư mà phán rằng do nàng cắn quá nhiều hạt dưa, làm hao phí nhiều cái nước miếng, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Đạo sĩ đã mang vỏ dưa mà tiểu thư đó cắn trước đó đổ ra sông thì quả nhiên tiểu thư bình phục bình thường. À, quý vị thân mến, nước miếng cũng như là cái nguyên khí cũng cần phải dưỡng. Thường xuyên nhổ nước bọt là cái điểm báo mất mát về tiền của. Tài vận thì đương nhiên cũng được không được tốt. Thứ sáu, tiêu những đồng tiền bất chính. À, thưa quý vị, trên đời này có ai không thích tiền? Nhưng mà kiếm tiền hay là tiêu tiền ấy cũng phải có nguyên tắc, có lương tâm và biết giữ cái bổn phận. Đồng tiền bất nghĩa thì không thể kiếm, lại càng không thể tiêu. À, Phật pháp dạy rằng nếu bạn cố kiếm, cố tiêu cái loại tiền bất nghĩa này thì tiền tài và cái vận khí, may mắn của bạn sớm muộn thì cũng sẽ có ngày biến mất. Dù ít hay nhiều thì cũng đừng bán rẻ cái lương tâm của mình để đổi lấy cái vật chất. Rồi cả ngày lại phải sống trong nơm nớp lo sợ. Thứ bảy, dùng đồng tiền không phải của mình. Mặc dù không phải là tiền bất nghĩa, nhưng mà cầm tiền của những người khác thì cũng không nên tiêu. Bất kể đó là tiền của bố mẹ, của anh chị, của bạn bè, anh em vân vân. Khi những người đó đưa bạn giữ tiền, tức là gì? Họ tin tưởng bạn. Đừng vì cái lợi ích nhất thời mà bạn đánh mất đi cái niềm tin vô giá, cũng là đánh mất cái nhân phẩm và cái bản tính lương thiện của mình. Không phải đồ của bạn thì đừng dùng tiền cần phải tiêu một cách yên tâm chứ không phải là vừa tiêu vừa lo lắng. Thứ tám, cờ bạc là bác thằng bần. À, chẳng có cách nào làm giàu nhanh được đâu. Thành công tài chính thì cũng cần phải có thời gian để học hỏi và sáng tạo cũng như là nỗ lực không ngừng. Nhưng những người đánh bạc thì đều cho rằng đây là cái lối tắt để thành công. À, thưa quý vị, Thomas Oley, tác giả của cuốn sách Thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời cho biết ở trong nghiên cứu của mình, ông nhận thấy 52% những người nghèo thường cá cược thể thao ít nhất một lần trong một tuần. Và 77% trong số đó thì họ chơi sổ số. Ngược lại, 84% người giàu thì không cá độ và 94% người không mua vé số. Triệu phú tự thân thì không theo đuổi cái mô hình làm giàu nhanh. Thay vào đó, họ có cái thói quen theo đuổi cái ước mơ và cái mục tiêu của mình. À, thứ 9, luôn câu mày và nhăn nhó. À, quý vị thân mến, lông mày thể hiện cái ý nghĩa của một con người. Người thường xuyên cau mày thể hiện cái bản chất luôn có những cái điều phiền muộn. À, nỗi buồn của bản mệnh không chỉ thể hiện trên cả gương mặt mà thể hiện trên cả thân thể, mang lại cho người đối diện cái cảm giác là không tốt. À, nhân duyên cũng gặp trắc trở và khó gặp được cái ý trung nhân do duyên kém. Cái việc kinh doanh thì cũng không được gì bền vững, sự nghiệp thì khó có thể đi lên, tiền bạc cũng khó có thể kiếm lại được. Thứ 10 là sửa răng không che miệng. À, thưa quý vị, nhiều người cảm thấy phiền toái khi mệt xỉa răng cứ phải lấy một tay che miệng lại. Thật ra khi xỉa răng mà chúng ta không lấy tay che miệng lại là một cái thói quen không tốt, cũng như cái việc ngáp mà không che miệng. Điều này nó thể hiện cái người này thì không có cái khả năng bảo vệ chính bản thân của mình. Cái miệng là tượng trưng cho tài khố, tài khố mở ra mà không có gì ngăn cản thì đồng nghĩa với việc là thần tài cũng sẽ ăn rời đi luôn. À, thưa quý vị, Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thói quen xấu, những cái hành động xấu và những cái suy nghĩ có thể khiến bạn nghèo khổ mãi mãi cả đời. Nếu muốn bản thân mình có thể thành công giàu có, các bạn hãy sửa đổi ngay từ bây giờ. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị khán giả đã tìm hiểu thêm được những cái thông tin ý nghĩa để giúp mình có thể vươn đến thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.